Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc Thượng tọa Thích Trân Quang nhận bằng tiến sĩ luật năm 2021, tức sau 2 năm kể từ khi nhận bằng cử nhân luật tại chức năm 2019. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc, vị này lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào? Vì sao chỉ trong 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học mà đã có bằng tiến sĩ? Trao đổi với báo chí, ngày 24 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt Tức thượng tọa thích Trân Quang cho biết, vị này nhận bằng cử nhân luật tại chức loại giỏi, đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ theo quy định tại thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ quá trình đào tạo, công nhận trình độ tiến sĩ đều được Hội đồng đánh giá thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước theo đúng quy định trong thông tư 08/2017 nêu trên. Trong trường hợp của thượng tọa thích Trân Quang, vị này đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ trong quá trình học nghiên cứu sinh này cũng phải học đầy đủ các phần kiến thức của chương trình thạc sĩ tương ứng. Cụ thể, ông Quang học tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính thì đã phải học đầy đủ chương trình thạc sĩ ngành hiến pháp hành chính trong khoảng thời gian học tiến sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quy định về thời gian tối đa để làm chương trình tiến sĩ và cho phép học viên có thể hoàn thành trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ông Thích Trân Quang đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn, bảo vệ luận án vào tháng 12 năm 2021, Phó Giáo sư Tô Văn Hòa cho biết.